Thưa quý vị, chúng ta trở lại với à, chương trình à, Nẻo đường tài chính trên kênh trường hình và chủ đề ngày hôm nay chúng ta thảo luận là quản lý về tiền mặt và dòng tiền trong cái kiến thức cái chuỗi về quản lý vốn lưu động. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với chuyên gia Trần Lê Na. À, mình thấy có một cái, cái cách gì đó để người ta có thể xác định được một cái mức tồn quỹ bao nhiêu thì vừa, bao nhiêu thì không thiếu thiếu mà bao nhiêu thì không thừa thì có cái cách gì để làm gì nó không chị Lena? Thực ra thì kinh nghiệm, các nhà kinh tế họ cũng nghiên cứu từ cái kinh nghiệm mà ừ, ra cái mô hình thôi, tức là họ đã phải thống kê rất nhiều, họ đã làm nghiên cứu rất nhiều với những doanh nghiệp loại này thì cỡ bao nhiêu là vừa, bao doanh nghiệp loại kia thì cỡ bao nhiêu là vừa và họ đưa ra một số những cái mô hình như là mô hình môn mô hình Mueller. Miller. À ở đây thì À, tôi không muốn nói sâu vào cái mô hình đó à, mình sẽ có thể cần thì mình sẽ đi vào những cái khóa học để mà nghiên cứu sâu hơn nhưng mà nói chung tôi muốn khẳng định là luôn luôn có những cái công cụ nếu chúng ta muốn áp dụng thì cái công cụ sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều như vậy thì có thể là nhân đây thì chị ra có thể nói thêm một cái chi tiết hơn một chút về cái mặt lợi và cái mặt hại của cái việc mà tiền mặt tồn quỹ à tức là khi mà mình có cái kiểm soát tiền mặt mình có cân đối dòng tiền mình có làm dự báo thì chắc chắn mình sẽ có những cái mặt lợi rất là cụ thể đó là đồng tiền của anh được sử dụng rất là hiệu quả bởi vì là sẽ không có cái thời điểm nào mà tiền quá dư thừa, cũng không có thời điểm nào mà tiền quá thiếu. Tại vì khi mà mình lên dự báo mình biết nó thừa, mình đã biết phải làm gì với nó rồi, right. thiếu mình đã biết làm gì rồi. Right. Đó sẽ là những cái cái mặt lợi. Rồi thêm nữa, đó là khi mà mình thấy là tiền mình có dư thừa, mình có thể lợi dụng cái thời điểm dư thừa. Ví dụ như em có thể trả sớm nhà cung cấp em nói, giờ tôi trả sớm, anh chiết khấu thanh toán cho tôi right. đi. À hoặc là nếu như em thấy là nhà cung cấp không có chí phí khấu thanh toán em lại sử dụng cái đồng tiền dư thừa đó bằng việc là à thời điểm này chị có thể à, cho cô mua chịu như vậy cô có thể tăng cái lượng mua từ công ty tức là để thu hút khách hàng đó sẽ là những cái cái mặt lợi của nó vâng. nhưng mà tất nhiên là, là lợi thì phải đi kèm với hại vâng, à, và dạ, à, cái mặt hại đầu tiên mà phải nói đó là tốn thời gian công sức à các công ty mà muốn làm chuyện này trả tiền cho chuyên gia cũng không ít ạ well. à và các chuyên gia thì cũng mất rất nhiều thời gian cho cái chuyện này well. mắt lúc nào cũng nheo lại à, nhìn vào trong màn hình vi tính well. lúc nào tay lúc nào cũng phải vẫn lên nghe ngóng well. à, thu thập thông tin tất cả những chuyện đó nó tốn rất là nhiều những cái chi phí cho cái doanh nghiệp uh -huh. và cái chuyện mà quản lý dòng tiền nó còn có cái hại nữa đó là khi mà à, anh theo dõi anh thấy à cái đợt này có dư tiền thế là chính sách của anh nó khác à anh sẽ trả sớm nhà cung cấp hay là anh cho khách hàng nợ cái cái thời gian khác anh lại thấy anh bị thiếu tiền vâng. chính sách của anh nó lại mâu thuẫn trở lại vâng. anh lại trì trì hoãn không chịu trả nhà cung cấp thế là anh tạo cho người ta một cái cảm giác của công ty này giống như là nó có gì đó bất ổn vâng. à cái chính sách tự nhiên nó không có ổn định nhưng mà chỉ vì là người ta cân đối cái dòng tiền của người ta nó còn cái hại nữa đó là mình sẽ mình sẽ làm cảm thấy là uh, cái, cái 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 dòng tiền của mình á nó nó cái, cái cũng có lúc là mình sẽ dự báo sai chứ anh nghĩ là à, thời điểm này dư anh đưa ra chính sách này nhưng mà anh có sai người ta nói cái nguyên tắc vàng của dự báo đó đi ạ không sai bao sót. giờ đúng à ừ. cho nên là là đó sẽ là những cái mặt hại đó anh à. À, như vậy thì một cái công ty nếu mà có cái kế hoạch à, nôm na là người ta có kế hoạch tuần tháng hoặc quý đó thì người ta nôm na một cách dễ hiểu là người ta biết trước mình sẽ thiếu hoặc là biết trước mình sẽ thừa và biết trước là thừa bao nhiêu thiếu bao nhiêu và quan trọng là trong bao lâu nữa như vậy tôi giả định là công ty có lập kế hoạch và công ty biết là mình sẽ thiếu thì như vậy là có cái quán tính tôi thấy là các doanh nghiệp đó, khi mà thiếu thì chỉ có nhớ về một chỗ đó là ngân hàng à. nhưng mà ngoài cái ngân hàng ra trước khi mà mình đi đến sách cặp đến ngân hàng để xin vay tiền thì có cái cách gì để mà mình khai thác cái cái nội bộ mình trước cái nội lực mình trước à, trước khi cái đó cũng giống như cái câu là về trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường á vâng. à, chưa gì cái đi đã đến ngân hàng để vay mình đâu cần phải làm như vậy mình vâng. có những cách ở bên trong mình mình vâng. vẫn có thể giải quyết được vâng. cái cách đầu tiên mà 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 nhanh nhất đó là mình sẽ trì hoãn một số cái khoản thanh toán cho nhà cung cấp tất nhiên là phải chọn cái nhà cung cấp nào nó chiến lược vâng. mình đã mua lâu dài rồi vâng. cái uy tín của mình đối với họ là rất là lớn vâng. thì mình sẽ trình bày và mình sẽ uh, trì hoãn một số cái khoản vâng. thanh toán nào đó để cho mình mình, mình 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 cân đối cái dòng tiền của mình vâng. hoặc là mình sẽ thanh lý cái 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 khoản mà cái chứng khoán mà mình mua 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 mà thanh vâng. thanh khoản nhanh đó anh bình, dạ vâng. vâng. yeah. à, cũng có thể khách hàng nữa đúng rồi ạ lúc đó là mình lại sẽ có thể là mình đưa ra ban ra cái chiếc khấu thanh toán trả vâng. sớm đi vâng. giảm năm phần trăm giảm hai phần trăm đó nó sẽ là những cái mà cho khách hàng họ họ sẽ cân đối cái tiền cho mình họ à. đưa cái nguồn tiền cho mình Và những vấn đề chúng ta đâu đó là thú vị à, kính thưa quý vị chúng ta sẽ còn trở lại tiếp tục với chủ đề về quản lý tiền mặt và quản lý dòng tiền trong phần sau